Shop Kiếm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng nhận mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm, giá chưa bao gồm phí ship. Và chính sách bán hàng của shop là sẽ không bao ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo. Do cái chính sách của YouTube đó, các anh chị mà bình luận ở ngoài thì nó rất lâu nó mới hiện lên, cho nên sẽ dẫn tới trường hợp một số anh chị bình luận sẽ không có được phản hồi. Và sau khi đã phản hồi thì đã có khách chốt. Nếu mà có trường hợp đó thì anh chị nên thông cảm, do shop sẽ ưu tiên cho các anh chị chọn qua Zalo. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái cặp bình gốm rất là đẹp, phủ men nhìn rất là độc đáo, với cái chiếc lá được vẽ bằng cái màu men cực kỳ tinh tế. Đây là những cái tác phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi là gốm Phúc Tài. Đây là những cái sản phẩm được chế tác rất là tinh xảo, cốt dày nặng, men cực chắc. Và ở đây chúng ta thấy cái cách phối men rất là độc đáo. Nửa thân trên đó là được phủ men, nửa dưới là cái màu gốm mộc. Giờ chúng ta thấy cái màu của cái chiếc lá này nè, nhìn nó rất là ấn tượng. Cốt dày rất là nặng. Bình này là dùng để đựng rượu, cắm hoa hay là trang trí đều rất là đẹp. Những bình này decor rất là đẹp. Cao 13, đường kính miệng 4. Dòng bụng 27, mã sản phẩm là H1, giá 120k trên một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa lót bằng gốm, tạo hình chiếc lá nhìn rất là ấn tượng. Bộ này là chất liệu là gốm, điểm men bóng trên cái nền men nhám nhìn rất là độc đáo. Chiếc lá được tạo hình nhìn rất là sống động. Cái bộ này chúng ta bài một cái bộ trà, bài chén trà đó thì rất là đẹp. Cốt dày nặng, men bóng trên cái men xù xì đó nhìn rất là độc đáo. Dĩa này dài 14 năm, rộng 10, mã sản phẩm là H2, giá 150k trên bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly trà gốm Sino, tạo hình xù xì với cái kiểu men tiết nhìn rất là ấn tượng. Phủ men tiết trên cái nền men hỏa biến tạo nên cái màu đối lập giống như lửa và băng, nhìn rất là ấn tượng. Đây là những cái sản phẩm được chế tác thủ công rất là tinh xảo, cốt dày nặng, men cực chắc, đáy có cái chữ ký của nghệ nhân. Chúng ta thấy trong lòng nè, nó có những cái lỗ khí, nó tạo nên những cái vẻ xù xì đó, nhìn rất là độc đáo. Và đây chỉ có riêng biệt cái dòng Sino mới có những cái lỗ khí ở trên cái bề mặt của men. Chúng ta thấy màu men trắng ở trên cái màu men hỏa biến tạo nên cái sự tương phản giống như băng và lửa, nhìn rất là độc đáo. Cốt dày rất là nặng và cái nó được tạo hình thủ công với cái vẻ xù xì rất là độc đáo. Cao 7.5, đường kính 7, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm trà bằng gốm. Chức năng của cái dầm là khi các anh chị trước khi đó, các anh chị pha trà sẽ để cái ấm vào đây và rót nước nóng để làm nóng cái ấm. Đó là cái chức năng của cái dầm trà gốm của Nhật.
Dòng này trong lòng có viết cái ký tự được viết âm vào cái cốt gốm rất là độc đáo. Trên có vẽ cái quạt ba tiêu, cái này các anh chị đề co cũng đẹp nữa, trưng bày rất là đẹp. Màu men chảy nhìn rất là ấn tượng. Cao 5.5. Đường kính 22 năm, mã sản phẩm là H4, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát hay là cái chậu gốm tạo hình chiếc lá, nhìn rất là độc đáo. Chiếc lá xù xì, phủ men chảy trên cái nền men rạng, lòng trắng men rạng kiểu thủy tinh, nhìn rất là ấn tượng. Rồi hai lòng nè, cái chỗ những cái đường gân lá đó được tạo hình rất là tinh tế, cực kỳ sống động. Và cái bát này men đã hiện rõ cái màu thời gian. Đáy được khắc tạo hình nhìn rất là độc đáo. Cái chậu này trưng bày hay là các anh chị về biến tấu làm cái chậu bonsai thì rất là đẹp. Chậu này cao 5.5, dài 16, rộng 13, mã sản phẩm là H5, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp bằng inox không gỉ của Nhật, rất là đẹp. Inox của Nhật thì nó chất liệu nó rất là tốt, không có rỉ. Cái hộp này thích hợp để đựng trà, cà phê và đặc biệt cái hộp này ở trong lòng đó, nó cái nắp nó rất là kích, ở trong lòng nó có một cái lọc, cái lọc bằng inox đồng bộ. Inox này là nó không rỉ, cái lưới inox này rất nhuyễn để có thể là rây những cái trà bột đó hoặc là cà phê bột đó. Sản phẩm này còn mới nguyên, nắp rất là kích. Cao 8.5, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H6, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà, là cái cha quan Kiyoyaki cổ. Chén này là chuẩn cổ. Vẽ cái tích xưa của Nhật, đặc biệt là họa tiết được vẽ tay cực kỳ tinh xảo và công phu. Để cho anh chị nhìn tổng quát xong cái chén thì sẽ quay tới cận cảnh. Chúng ta thấy lòng men đó hiện rõ cái màu thời gian đó. Chén có một cái vết rạn rất là cũ và đã được chủ nhân cũ dán lại, chứng tỏ là chủ nhân cũ rất là trân trọng cái chén này. Thì chúng ta biết Kiyoyaki nó nằm ở Kyoto, đó là cố đô của Nhật trước cái thời Edo. Và cái dòng gốm này trước đây là nó phục vụ cho hoàng gia của Nhật Bản, cho cung đình đó. Và chúng ta thấy đây, cái họa tiết đây vẽ một cái võ sĩ samurai đang cầm một cái cây đao dài. Toàn bộ cái chiếc áo này được vẽ nè, cái màu vàng này là vàng thật. Chúng ta thể vẽ rất là tơ tóc, cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy tóc nè, những cái sợi tóc li ti được vẽ rất là tinh xảo, do cái kiểu vẽ trên men cho nên cái nón nè, cái vàng trên cái nón nó bị phai nhẹ. Và chúng ta thấy rất hiếm gặp những cái dòng Kiyoyaki mà vẽ cái màu xanh coban này. Chỉ trên những cái dòng sản phẩm cổ mới có những cái sản phẩm của
Kiyosaki mà vẽ trên cái màu xanh coban này. Chúng ta thấy vẽ rất là tinh xảo. Từng cái đường nếp gấp áo vẽ rất là rõ ràng. Thì chúng ta thấy cái trôn nè. Hiện rõ cái màu thời gian do nó bị chá đèn ở ngoài thì chúng ta nhìn thấy nó rất là cũ rồi. Chén này nếu có thể là nó sẽ có thân từ cái thời Edo đó, rất là lâu đời rồi. Đây, vết rạn rất là rõ và đã được chủ nhân cũ đó dán lại rất là trang trọng. Chúng ta thấy cái họa tiết được vẽ với cái màu men cực đẹp. Những cái dòng Kiyosaki mới bây giờ thì không thể nào mà vẽ đẹp được như vậy. Rất hiếm gặp cái chén chuẩn cổ như thế này. Bên đây có cái chữ ký của nghệ nhân. Cao 7, đường kính 11 năm, mã sản phẩm là H7, giá 500k. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ đáng sưu tầm đối với những cái anh chị mà sưu tầm cha quan đó. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa đồng xưa của Nhật. Trong lòng đắp nổi hình hai cái con cá nhìn rất là độc đáo. Chúng ta thấy hai con cá này được làm với được tạo hình đó, nhìn cực kỳ sống động. Chúng ta thấy do cái màu đèn nó cái góc độ đó nó nhìn nó không rõ như thực tế. Cực kỳ sống động. Ta thấy chỗ này nó có cái khắc cái chữ ký của nghệ nhân nè. Chúng ta thấy từng đường nét trên con cá này nè. Từ vảy vây tới cái đầu cá chúng ta thấy nhìn làm rất là ấn tượng. Cực kỳ sống động, cốt giắt rất là dày, rất là nặng. Phía sau có khắc cái dòng ký tự. Cái dĩa này là được chế tác thủ công, dày nặng. Chỗ này nó có một cái vết mà cũng như là vết cắn nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chức năng. Cái dĩa này trưng bày rất là đẹp, với cái hình cá này chúng ta trưng lên thế này thì rất là đẹp, cực kỳ ấn tượng. Nhật là một quốc đảo nên những cái sản phẩm họ thường liên quan tới biển. Cao 2.5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H8, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa bằng đồng dáng cao, bình này dáng cao thanh, phủ cái màu nhìn rất là hay. Chế tác rất là tinh xảo, cốt dày nặng. Bình này đã có cái màu thời gian. Bình này cao 24 năm. Đường kính miệng gần 3, hơn 2.5, khoảng 2.7. Dòng bụng 27, mã sản phẩm là H9, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát, cái tô hay gọi là cái chao quan đó. Cái chao quan này dùng cho thừa cái giáo mùa hè, nhưng mà chao quan này khá to cho nên thường dùng cho những cái võ sĩ samurai
Xin lỗi, những cái võ sĩ sumo ở Nhật thì những cái võ sĩ sumo rất là được tôn trọng. Đó là một cái môn thể thao có lịch sử hàng ngàn năm và nó không có thay đổi thể thức. Và ở Nhật thì những cái võ sĩ sumo là cái người giống như quan niệm họ cho là những người là đại diện cho những cái vị thần. Cho nên họ rất là được tôn trọng. Này vẽ cái dây nho, họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Và cái bát này là men nó đã thấm cái màu thời gian rồi. Ở ngoài thì cái men nó nhìn nó nó sâu tuổi hơn ở trong video. Đấy, có ấn tiện của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng, men cực chất. Cao 6.5, đường kính 17, mã sản phẩm là H10, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa, một cái bình gốm bé xíu nhìn rất là độc đáo. Bình này rất là nhỏ và ở Nhật họ thường có những cái sản phẩm nhỏ như vậy đó, nhìn rất là dễ thương. Và những sản phẩm này nè, thật ra là do những cái nghệ nhân có cái kinh nghiệm tay nghề cao mới chế tác. Có hai cái yêu cầu kinh nghiệm và tay nghề cao đối với hai cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm cực lớn và những cái sản phẩm cực nhỏ. Đây là những cái dòng sản phẩm rất là khó làm, chế tác rất rất là công phu. Phủ cái màu men trắng nhìn rất là độc đáo. Đấy, có ấn tượng của nghệ nhân. Những cái bình này trưng bày rất là dễ thương. Đây là những sản phẩm tạo hình hoàn toàn thủ công ở Việt Nam, chúng ta gọi là gốm vút tay. Cao 8.5, đường kính miệng 2, dòng bụng 17, mã sản phẩm là H11, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách của thương hiệu Noritake. Đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp của cái thương hiệu Noritake. Nó cùng với cái khu vườn hoàng gia đó, nó cùng cái dòng với khu vườn hoàng gia. Rosen Orchid đó. Garden đó. Cái cốt sứ rất là tốt. Cái dòng này là cái dòng mang cái phong cách châu Âu, giống như những cái tách trà Anh vậy đó. Cao 6.5, đường kính 8, dĩa đường kính 15, mã sản phẩm là H12, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa hay là cái khay cũng được. Cái khay này rất là to, dáng phẳng. Nó copy một cái tác phẩm hội họa, là một cái tác phẩm này là một cái bức tranh sơn dầu của họa sĩ Yoshihawa, được trưng bày ở London, xin lỗi, ở Paris. Và hai cái sản phẩm này là nó nằm trong cái series được trưng bày ở một cái trường triển lãm mỹ thuật. Đây là copy lại một cái bức tranh sơn dầu của một cái họa sĩ nổi tiếng. Cho nên cái khay này nè, các anh chị có thể là làm một cái khay trà, hay là các anh chị treo lên tường đó, giống như một cái bức tranh cũng rất là hợp. Lấy này đâu. Cái này nó có hai cái của cùng một cái tác giả. Đây là một cái bức tranh thứ hai, nó cùng kích cỡ, cho nên các anh chị có thể về làm hai cái khay trà hoặc là
các anh chị treo lên tường đó như một cái bức tranh trang trí cũng rất là độc đáo. Cái khay này đường kính 29 năm, mã sản phẩm là H13, giá 250k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ Arita, đây cũng gọi là cái dòng ngũ sắc nè. Dĩa này vẽ hoa mẫu đơn và chim cùng với cái hoa đào. Dĩa là cái dáng bát giác, vành được mạ vàng. Dĩa này rất là to, đây là cái ấn tiện của dòng Arita, cốt dày rất là nặng. Dĩa này khá sâu lòng, cao 5, đường kính 27 năm, mã sản phẩm là H14, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp đựng cái những cái mực đó, cái mực mà để mực cái dấu son đó, cái mực cái để ấn cái dấu son đó, ấn những cái ấn truyện đó, cái mộc. Bên ngoài là cái hộp đựng cái mực này nè, chất liệu nó là sứ men lam, họa tiết được vẽ bằng men lam, vẽ cá, chim và hoa. Ở trong là có ba cái màu mực khác nhau, một cái màu đỏ tươi, một cái màu đỏ sậm và một cái màu son. Nó có ba cái màu mực khác nhau, đây là màu đỏ sậm, cái này đỏ tươi và một cái màu son. Có một cái cây lấy mực này có thể bằng sừng hay bằng xương gì đó. Cái hộp này khá nhỏ. Hộp này cao 3, đường kính 4.5, mã sản phẩm là H15, giá 300k trên bộ này. Bộ này có 3 cái hộp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng sư tử, hay các anh chị gọi là chơi đó, gọi là lân đó, kỳ lân đó, sư tử âm cầu, hoặc là ở đây là anh chị chơi đồ xưa hay gọi là lân. Và đặc biệt cái con lân này nè của Nhật thì các anh chị hay gặp, đó là lân ngũ sắc, lân màu đỏ hoặc là lân màu xanh và đỏ, hiếm gặp lân màu trắng. Và cái họa tiết trên thân đó được vẽ bằng vàng thật, nhưng do cái kiểu vẽ trên men cho nên đó, cái lân này nó có tuổi rồi, lâu ngày cái vàng nó bị phai đi khá nhiều ở trên thân, nhưng mà nó vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Và đặc biệt những cái án mây nè, những cái phần mây lửa trên thân này nè, nó được vẽ bằng men nổi rất là độc đáo. Và rất hiếm gặp những cái quả cầu được vẽ bằng men lam. Đây là tượng này là của dòng Kutani, và chúng ta biết thì tượng nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là khó. Đắp tượng đòi hỏi là một cái kỹ thuật rất là khó. Cùng với điêu khắc thì đắp tượng đó là một kỹ thuật rất là khó. Nó đòi hỏi những cái người ngoài cái khả năng thiên phú còn có sự rèn luyện rất là lâu.
Và cái con lân này chúng ta thấy nó đã rất là sâu tuổi rồi. Cái màu trắng thì nó phù hợp với các anh chị màu trắng trong ngũ hành, nó tượng trưng cho kim. Kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì màu trắng tương ứng với kim. Kim sinh thủy nó sẽ phù hợp với các anh chị mạng thủy hoặc là mạng kim. Do những cái con này là mình chơi theo phong thủy cho nên các anh chị mà mạng thủy hay là mạng 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 thủy hoặc mạng kim đó thì nó phù hợp với những cái con lăn màu trắng. Màu trắng là kim tương ứng với hành kim trong ngũ hành và kim sinh thủy. Lăn này cao 20, dài 18, rộng 15. Còn nếu mà đo đường xéo đó thì khoảng 20, 24 hoặc là 25. Và cái tượng này là cái tượng cũng đã có màu thời gian, tượng xưa. Mã sản phẩm là H16, giá 2.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà, cái chà quan đó, chén trà thiên mục mà ở tiếng Nhật nó gọi là tenmoku. Mà các anh chị mà chơi cái dòng đồ xưa hay gọi là chén thiên mục. Thiên mục nó có 3 loại, đây là cái chén thiên mục long thỏ. Ngoài ra còn có chén thiên mục du tích và thiên mục diêu biến. Chén này thì dáng chuẩn, cái màu men rất là đẹp. Kiểu long thỏ, tức là cái màu men nó giống như lông của con thỏ. Còn sở dĩ nó gọi là thiên mục là do nó xuất phát từ cái dãy thiên mục vào cái thời nhà Đường. Và ngoài ra thì thiên mục nó còn có nghĩa là con mắt của trời, có thể nhìn thấu vạn vật. Cái chén này men đó đã có cái màu thời gian rất là rõ. Thì chúng ta thấy cái men rất là đẹp, cực đẹp. Ấn truyện là ấn truyện hồ lô nè, ấn truyện chữ xưa. Cái vành nó có cái vết lỗi men như thế này, không phải là vết rạn nha anh chị, cái vết lỗi men do khi nung đó, cái giãn nở của gốm đó nó tạo ra cái vết đó. Màu men rất là đẹp. Chén này cao 7 7.5, gần 7.5. Đường kính 13 năm, mã sản phẩm là H17, giá 1.200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà hay là cái cha quan với cái kiểu gốm rất là ấn tượng. Cái kiểu gốm này gọi thường gọi là cái kiểu gốm Oni Oni Hagi. Tức là Oni là cái dòng gốm mà nó co nhót đó, Oni trong tiếng Nhật nghĩa là con quỷ đó, nhìn rất là ấn tượng. Bên ngoài nhìn ấn tượng hơn trong hình rất là nhiều, cực kỳ độc đáo. Rất hiếm gặp cái kiểu men này, đặc biệt là cái màu men men nâu đen này. Oni này nó cũng có hai dạng, một dạng là nó lon lỗ, cái màu nó cái kiểu lon nó cái giọt lon nó to
Cái này là cái giọt lon to nè, hiếm gặp hơn cái giọt lon mà nó nhỏ. Đáy có hai ấn truyện. Cho này cái bên ngoài cái màu nó đẹp hơn trong video rất là nhiều. Cho đây nó bị chá cái ánh sáng đèn cho nên cái màu nó không thực lắm. Nó không có đẹp được như ở ngoài thực tế. Tế bên ngoài cái màu men nó nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Cái kiểu men này đòi hỏi cái kỹ thuật chế tác rất là khó. Cực kỳ hiếm gặp cái cha quan với cái dạng men này. Chén này cao 6.5. Đường kính 13. Mã sản phẩm là H18, giá 1.200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình gốm Oribe xưa. Oribe là một trong những cái dòng gốm cổ của Nhật, cùng với Bizen hay là Raku. Và trong trà đạo thì những cái dòng chén Oribe được đánh giá rất là cao. Cái bình này được tạo hình xù xì rất là độc đáo, thân được khắc này được khắc âm vào cái cốt gốm với cái màu xanh, màu xanh đó, màu men có dòng Oribe là cái màu xanh, là cái màu xanh đặc trưng, cái màu xanh đồng. Trên thân bình được viết bằng men hai chữ chữ Thọ và chữ Phúc. Bên này là chữ Phúc. Chúng ta thấy cái màu men rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo, rất là đẹp. Bình này là men nó đã thấm cái màu thời gian rồi, hiện rất rõ màu thời gian. Bình này khá sâu tuổi. Ở Nhật những cái bình này nè, nó dùng trong trà đạo, nó dùng trong các cái trà thất đó, trong những cái buổi trà đạo. Cái bình này là dùng để đựng nước để pha trà. Bình này đựng nước rồi họ dùng cái đồ múc trà được chế tác bằng tre rất là công phu để họ múc nước để pha trà dùng trong trà đạo, dùng cho những cái buổi trà đạo là những cái chén chai quan và cái bột trà matcha. Bình này cao 14 năm, đường kính miệng 12 năm, đường kính thân đo hơn tí, dòng thân 42, mã sản phẩm là H19, giá 400k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm. Đây là một cái siêu phẩm cực kỳ đẹp. Một cái dĩa men lam xưa, một dĩa Arita, dĩa sứ men lam xưa rất là to. Vẽ hoa mẫu đơn và bướm cực kỳ tinh xảo. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Ở bên ngoài màu men đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Do ở đây nó bị cái ánh sáng đèn đó. Ta thấy nét vẽ cực kỳ tinh xảo. Tơ tóc. Đây là cái cánh con bướm nó đậu trên cái hoa mẫu đơn nè. Men rất là đẹp. Và ở bên trên đó nó được phủ một cái kiểu men giống như cái màu men xanh này nè, nó giống như cái màu men ngọc vậy đó, giống như cái kiểu men celadon hay là cái kiểu men trên cái dòng sứ Đông Thanh đó, cái dòng sứ cổ đó. Và ở trên này nè là vẽ cái họa tiết của cây tùng. Chúng ta thấy cây tùng là thân cây tùng nó lượn nè,
Và ở đây những cái tán lá tùng, và bên này là những cái đóa hoa mẫu đơn. Các vẽ tay rất là tinh xảo. Bên ngoài cái màu men đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Ở trên cái vành này nè, nó có cái vết mẻ nhẹ. Do lúc trước đó cái người chủ trước đó họ dùng cái móc sắt để họ treo cho nó an toàn đó. Nó mẻ nhẹ chỗ này nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Dĩa này rất là to. Lồng phía sau vẽ hoa văn đồng tiền và con dơi, nó tượng trưng cho chữ phúc. Trong văn hóa phương Đông thì con dơi nó treo ngược, đọc là bức, đọc chạy ra là phúc. Cái ấn chuyện xưa. Cái kiểu men này rất là đẹp. Cái kiểu men lam nó phủ cái màu men xê la đông, là cái kiểu men đông thanh đó. Nhìn rất là ấn tượng. Chúng ta thấy cái hoa mẫu đơn nè, vẻ cực kỳ ấn tượng. Thực tế bên ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều. Do cái dĩa này nó to. Dĩa này dài 39 năm, gần 40 rồi. Rộng 31 năm. Còn cái chiều xéo đó là 37. Rất là to. Mã sản phẩm là H20, giá 2.800k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô xưa, tô chuẩn xưa. Tô này rất là to. Tô này thuộc cái dòng Kenji. Bên ngoài vẽ sơn thủy với phong cách rất là đặc trưng của dòng Kenji. Những cái họa tiết được vẽ bằng những cái đường gạch rất là độc đáo. Đây là một trong những cái phong cách đặc trưng của cái dòng Kenji. Bên trong vẽ cái cảnh sơn thủy với hai cái mái nhà tranh. Màu men rất là đẹp. Chúng ta thấy cái màu men của cái tô đó, nó đã lên nước. Cái nước men này nó chỉ có trên những cái sản phẩm cổ. Cái tô này nó được sản xuất vào khoảng từ năm 1780 đến năm 1860. Tức là từ khoảng 160 đến 240 năm. Rất là lâu. Cái dòng này là cái dòng chuẩn xưa, chuẩn cổ đó. Nó xét vào cái đồ cổ rồi. Chúng ta thấy cái màu men đó, một là cái màu men lam, hai là cái cốt sứ của nó đó. Chúng ta thấy cái màu men rất là đẹp. Chúng ta thấy cái nước men này thì trên những cái sản phẩm mà phỏng cổ thì không thể nào làm được. Và đây là cái ấn triện chuẩn của cái dòng Kenji.
Chúng ta thấy là cái men trên cái chôm này nè, chỗ này là cái oxit sắt nó hiện rõ chỗ những cái này nè. Cái vết hồng hồng đó là do oxit sắt trong cái khoáng đó, cái khoáng oxit sắt trong cái đất đó, lâu ngày nó tạo nên cái màu đó, mà những cái sản phẩm giả không thể nào mà làm được. Sản phẩm này nó còn hơn 200 tuổi rồi, cho nên là nó có thể là nó lên những cái màu của khoáng trong cái cốt. Tô này cốt rất là dày nặng. Tô này cao 9.5. Đường kính 24 năm. Nếu mà đo cái dòng miệng đó, thì rất là lớn. Cái dòng miệng là 76 năm. Rất là to. Mã sản phẩm là H21, giá 2.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an Pháp Lam xưa. Cái an này là cái Pháp Lam xưa chứ không phải là Pháp Lam mới nha các anh chị. Và đặc biệt cái an này nó được vẽ trong ngoài rất là đẹp. Chủ đề của nó là hoa và chim, hoa cúc đại đó và chim. Và chúng ta biết kỹ thuật Pháp Lam là một cái kỹ thuật đòi hỏi rất là nhiều công phu, và là một cái kỹ thuật rất khó, do cái cốt của sản phẩm là cốt đồng, và những cái hoa văn đám mây này nè, chúng ta là những cái sợi đồng rất là nhỏ được cố định lên trên cái cốt đồng, sau đó mới đổ men vào từng cái khung nhỏ đó, cho nên nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là khó, rất là nhiều công phu. Và Pháp Lam này thì nó rất được các nhà sưu tầm cũng như các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, và rất nhiều quốc gia họ cũng sản xuất Pháp Lam, trong đó thì Việt Nam chúng ta là nổi tiếng với dòng Pháp Lam Cung Đình Huế. Và đặc biệt của cái an này nè là trong lòng cũng được chế tác rất là công phu. Chúng ta thấy nè, thậm chí trong lòng còn làm đẹp hơn cả ở ngoài. Nó đòi hỏi, nếu mà làm trong lòng thì nó đòi hỏi kỹ thuật rất là khó. Cái này là cái đồ xưa cho nên nó không thể nào mà bóng được như đồ mới nghe các anh chị. Rất là đẹp. Chúng ta thấy làm cực kỳ công phu. Trong lòng mà họ làm như thế này thì rất là khó. Và chúng ta biết những cái sản phẩm Pháp Lam thì nó rất là có giá trị. Ngay cả những cái sản phẩm Pháp Lam của cảnh Đức Trắng mới bây giờ đó, mà các anh chị xem trên Shopee đi, một cái chén trà nhỏ thôi, cái chén trà mà cái đường kính khoảng 7 cm thôi, mà cái cốt sứ á họ đã bán là vài triệu rồi, 4-5 triệu, rất là đắt. Và những cái sản phẩm đó thì nó không thể nào có giá trị giống như là cái tính thẩm mỹ cao như những cái sản phẩm xưa này. Và cái cách cơ bản nhất mà các anh chị để phân biệt được Pháp Lam giống như Pháp Lam tốt và Pháp Lam không tốt đó là cái trọng lượng. Thường những cái Pháp Lam mà tốt đó là cái trọng lượng rất là nặng, do cái cốt đồng và cái lớp men đó là nó thường có rất là nhiều lớp men và nó thường nó phủ men luôn cả hai mặt, cho nên đó, cái cốt nó rất là nặng. Còn những cái Pháp Lam không tốt, cái cốt nó sẽ nhẹ hơn.
hai sản phẩm mà cùng kích cỡ, nếu mà dàn pháp lam tốt thì các anh chị thấy kích thước cái trọng lượng nó nặng hơn rất là nhiều so với cái pháp lam nó không tốt. Cái an này cao 6, đường kính miệng 13 năm, đường kính thân là 18. Dòng thân 56 năm, mã sản phẩm là H22, giá 3.500k. Phiên bán hàng của ngày 25 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.